Vâng, chúng ta đang bước qua mùa hè và đến hẹn lại lên kỳ thi trung học phổ thông đã quay trở lại. Rõ ràng đây là một trong những kỳ thi luôn được mọi người quan tâm, đúng không anh? Vâng, mùa hè với những tiếng ve kêu râm ran và với các em học sinh lớp 12 thì đây đang là thời gian gấp rút để các em chuẩn bị cho kỳ thi phổ thông trung học. Và đây cũng là năm đầu tiên mà ngành giáo dục áp dụng kỳ thi 2 trong 1, nghĩa là sẽ sử dụng chung một đề thi cho việc xét tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là xét cao đẳng đại học. Vâng, và theo đó thì với chỉ định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Lâm Đồng chia thành 2 cụm thi. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cụm thi cho gần 2.500 học sinh chỉ có nhu cầu thi để xét tốt nghiệp tại 11 hội đồng. Còn trường Đại học Đà Lạt sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cho 18.627 thí sinh, trong đó có đến 4.800 thí sinh ở các tỉnh Ninh Thuận dự thi để vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Với những điểm mới như vậy, việc quán triệt về quy chế thi, phổ biến kế hoạch, điều động cán bộ giáo viên coi thi, thành lập hội đồng chấm thi, trách nhiệm của nhà trường khi tổ chức cho thí sinh đi thi đến lãnh đạo các trường là hết sức cần thiết. Trên phương án được phân công, các đơn vị sẽ thực hiện một cách đúng quy chế, quy định để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra nhẹ nhàng, chu đáo.